Nhi xin kính chào quý cô chú bác, quý anh chị em thân mến. Trước tiên cho ấy Nhi gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến quý cô chú bác và quý anh chị em thân mến. Lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Và ấy Nhi xin chia sẻ đoạn video clip của thầy cô Tư chia sẻ về những kênh YouTube bôi nhọ gia đình mình. Xin quý cô chú bác các anh chị cùng nghe nha. Cố nghệ sĩ trong lâu lâu thì lại tiếp tục nhìn vào cái kênh đó, YouTuber là chửi nữa, tức là tất cả những cái gì đều chửi và không chừa một gì cả, nên là làm sao chịu đựng được đây. Nó là mọi chuyện rồi không hiểu gì từ cái cánh YouTuber bên kia là không hoàn toàn không đến để hỏi được cái câu chuyện ra sao để mình chỉ cho chính xác đó. Nhưng mà đến khoảng là ngày mùng 7 Tết thì có một YouTuber của bên cánh đó, đó là Stam TV, thì cái kênh này cũng đã chửi thầy cô rất là nhiều, thì đến là xin vào nhà để đốt cái nhang cho anh Long. Thì theo người ta mà sau khi nhìn ra được là cái kênh TV này là sẽ không cho vào nhà đâu, nhưng là mình là một cách lịch sự, là mình một cách là muốn trao đổi một cách là tốt đẹp, nên vẫn là tiếp chuyện với YouTuber là một cách là lịch sự đàng hoàng. Và với cái tâm của cô lúc đó thì cô nghĩ rằng là cái dàn YouTuber chưa quá nhiều mà không nắm rõ, thì nhân qua cơ hội này cô sẽ trình bày rõ cho YouTuber này để về là truyền thông lại cho anh em, để mà ngừng cái là nhận xét mà sai lệch. Nhưng mà sau khi qua buổi là trò chuyện này thì YouTuber này tỏ ra nắm bắt được và cũng đứng lên là xin lỗi gia đình rất là nhiều. Nhưng mà khi về thì YouTuber nói rằng đối với bản thân con á, thì con thấy qua câu chuyện này thì bác không nhận cô Lan á là quyền của bác là đúng, còn bé Helen thì câu chuyện là về sau thì bác có nhận hay không cũng do việc gia đình tụi con tham gia. Thì qua tiếng nói vậy thì bác là hiểu rằng YouTuber này là đúng, nhưng mà khi về thì khi qua trao đổi thì nói rằng dầu biết như thế nhưng dầu cô Lan Lan thế nào thì vẫn bình nhiệt cô Lan Lan, thì cái đó là cô là không nhận biết rồi. Nhưng mà sau đó thì tiếp tục là các báo bắt đầu ra thì có những thách thức từ Lâm miền Tây cho rằng là báo pháp luật được cho tôi lên trang bìa cho lòng thật hãnh diện, tức là thách thức và pháp luật rất là lớn. Và tiếp tục là chữ tiếp cho đến ngày hôm nay, thì qua đến ngày hôm qua đó là 77 ngày. Lý do làm sao mà một cái nhóm ca sĩ đã đến gia đình bác, do ngày mùng 3 đó thì Lâm Vũ, ca sĩ Lâm Vũ có đến là nhà của bác để đốt cái nhang cho anh Long, và đồng thời có công bố là tụi con vì bạn bè với nhau. Thì như con biết là ngày xưa có một live show đó, thì Lâm Vũ đó là Bạch Công, Thác Công Tử, còn anh là Bạch Công Tử, hai người làm một live show rất là lớn nên cái tình thân đó là cũng rất là nhiều, nên các ca sĩ là mới tổ chức một trang nhạc được gọi là tưởng nhớ ca sĩ Lâm Long. Thì cái sự là bán vé và coi như là cái sự là gửi đến gia đình để nhằm là số tiền cho các con của Dương Quang Long, thì chỉ đến đốt nhang thôi. Nhưng mà sau đó thì các YouTuber này coi rằng cô đã nhận cái số tiền của nhóm ca sĩ này hơn 300 triệu từ mùng 3 Tết cho đến bây giờ cũng không công bố, không chia cắt gì cả, tức là ông bà này đã ẩm và nuốt trọn luôn. Vấn đề thứ hai là về cô Lan, rồi cái tài sản của gia đình cô đó thì là do cái miếng đất của gia đình là Dương Quang Long có về đến khai thác để làm khu sinh thái. Thì con này tưởng rằng là khi mà Dương Quang Long làm thì đất là của Dương Quang Long, nhưng mà thật ra đến ngày giờ phút này thì tất cả giấy tờ, nhà cửa, tài sản, đất đai toàn bộ là vợ chồng cô đứng tên hết. Long không có đứng tên gì, Long đã đi nước ngoài, nhưng con này đã nhầm tưởng là như thế, nên bắt buộc là các kênh YouTube bắt buộc là gia đình cô phải nhận bé Hai Lan liền để mà có tài sản. Như vậy thì giờ tin từ đất đai hoặc là như thế nào của cô thì nếu cô không bố ra thì ai biết bây giờ. Dựa vào chỗ đó thì YouTuber là thằng tiên. Rồi bây giờ tiền chia phúng điếu thì
Sau khi mà xem những cái clip, chắc con nghĩ là người cha mà mất con mà lại bây giờ lại bị như vậy, nó chắc mình chịu là cũng không chịu nổi không thầy. Thì con vấn đề đó thì rõ rồi, nó thuộc hệ tâm lý, thuộc hệ thực tế, thuộc hệ xã hội, thuộc hệ pháp luật, nó nhiều hệ lắm. Đó. Thì vấn đề ở chỗ làm con người thì nó có hai phần, cái phần đạo, phần đời và phần đạo. Thì đời là cuộc sống, là con người đời, nhưng mà phải có cái đạo, có đạo lý. Mình không có, không phải đạo là phải vô chùa tu mà có đạo, tự nhiên mình có cái lòng thiện hay là cái suy nghĩ tốt để giúp đỡ mọi người, người thì đó là điều cần thiết, là điều tốt. Nhưng từ ngày mà con của thầy mất rồi đó, thì có một vài, ở đây thì thầy dùng từ một vài, chứ không có nói là nhiều. Một vài YouTuber nói không đúng, nói không chính xác, nói nhầm mã lý hay là nhục mã hay là chà đạp đủ thứ. Đó. Thì là cái lập tới hoài. Thì cái điều đó không nên. Nên nhớ tất cả mọi người, kể cả những YouTuber đó, anh phải sống và làm việc theo pháp luật. Pháp luật chúng ta bây giờ rõ rồi, trong nước chúng ta bây giờ phát triển là tốt. So với tầm cỡ quốc tế, trong nước Việt Nam đâu có thua nước nào. Đó. Thì là cái vụ mà những YouTuber đó nên dừng lại và đề nghị chính quyền, nhà nước chúng ta, cái truyền thông của chúng ta, công an chúng ta thì có những cái mà xét xử hay có những cái dàn xếp thế nào cho nó hiệu quả. Bởi vì tôi thấy là YouTuber mà phát triển hoài cái điều không chính xác, không tốt, không đúng đó thì điều đó không nên. Và tôi đề nghị rằng là kể từ ngày mà Văn Quang Long mất rồi, cái vụ mà lộn xộn lùm xùm này đó nó phát triển, thì sau đó thì dàn xếp, thì cũng là để dàn xếp những YouTuber khác hay những chỗ khác đó, dừng lại để đưa tới cái gì, đưa tới cái xã hội của chúng ta nó tốt đẹp hơn, nền văn hóa tốt đẹp hơn, hay là cái mọi cái sự phát triển của môi trường, của tất cả mọi chuyện sinh hoạt của đất nước chúng ta tốt đẹp hơn. Thì dĩ nhiên là cái này chúng tôi, con chúng tôi mất là lại bị cái mà chửi bới không đúng, không chính xác, và đạp của các cái YouTuber đó làm tinh thần và cái cuộc sống của gia đình chúng tôi rất là bị ảnh hưởng vì nó thuộc hệ tâm lý. Thầy có lẽ nói cô thấy nó sau khi mình xem những cái clip đó mình suy nghĩ cái này nó ảnh hưởng thì cái đó mà dễ nói, mà cái đó khỏi nói cũng biết, có người ta sống thì lúc nào cũng vậy. Ngoài cái việc mà con ta có thể xác và có tinh thần, và cái lời xưa nói tinh thần phải minh mẫn trong thân thể tráng kiện, mà trong thân thể anh tráng kiện mà tinh thần anh không minh mẫn, không thoải mái thì làm sao anh sống được, mà tinh thần lúc nào cũng gắn bó với con người. Rồi đi đứng ở đâu, môi trường nào, đâu nghĩ là việc hay ở nhà hay là đi ngoài đường gì, lúc nào tinh thần nó cũng gắn với trong con người, cũng con người, mà đây là ảnh hưởng tinh thần, làm nó khổ sở tinh thần, làm nó đau buồn, nó làm nó thì nó ảnh hưởng lớn. Và là gì, thí dụ người ta đi ngủ, mỗi giờ nằm ngủ suy nghĩ hay là ảnh hưởng tới cái giấc ngủ nó thì là ảnh hưởng lớn. Là chính cái chỗ đó là cái ảnh hưởng thiết thực cụ thể, vì là con người tinh thần lúc nào cũng phải có suy nghĩ, mà thấy suy nghĩ thoải mái thì khác, mà suy nghĩ bị chà đạp, bị chửi bới hay là bị tra tấn, nói chung là bị tra tấn, tinh thần bị tra tấn đó, thì cái này là cái điều không nên. Những người, con người khác, những người ở ngoài nên suy nghĩ cho chỗ đó. Và ngay cả anh chửi bới người ta mà tinh thần anh bị tra tấn, anh cũng chịu không nổi đó, đừng nói mà anh đi mà chửi bới tra tấn người khác. Thì đó là một số ý đó. Con bổ sung thêm cái gốc của thầy, thầy hồi anh Long còn ở đây đó, thì đã từng là chuyển viện lên chỗ đấy, là thầy bị huyết áp ở tim, do đó thì gia đình đó là cũng là coi như là khuyên thầy là nên không mở
nhưng là con người mà có những thắc mắc con nó chửi mình thế nào, có đúng sự thật hay không. Nên có những lúc đó, thầy bị lên cao huyết áp đó, đỏ bừng lên trơn rồi hồi hộp này nọ, thì cô rất là lo, thì cô tắt hết, cô không cho thầy. Đôi khi cô cũng tính là rút mạng internet lên cho thầy bắt không được nữa, nhưng mà cũng động viên có thể từ từ thôi. Bây giờ mình sống thì mình còn có là pháp luật, còn có bên cạnh của mình rất nhiều người yêu thương. Thì nhân quan này cô cũng rất cảm ơn những tấm lòng ở mọi nơi mọi miền, từ ở cả tất cả các thế giới, tức là từ Canada, Mỹ, Thụy Sĩ, Úc, rồi ở từ Hà Nội, từ Hải Dương, từ Cà Mau, từ đồng bằng sông Cửu Long, tất cả đều gửi đến thầy cô những cái lời chúc sức khỏe và tốt đẹp và an ủi và khuyên bảo thầy cô không nên coi những cái dung tích này. Do đó là nhân đây cô cảm ơn tất cả những cái tấm lòng của là các coi như là mọi miền cũng như trong nước và ngoài nước đã quan tâm đến gia đình cô. Rồi sau đó, sau khi mà báo chí lên là nhiều rồi, thì các youtuber này lại dựa vào đó không sợ để tiếp tục là chữa tiếp, là không ngừng. Như vậy thì cô cũng thấy rằng đầu tiên chỉ nghĩ là youtuber nó thu gọn thôi, cô cũng không hiểu đó là cái tầm quan trọng của nó cả thế giới, thì lại lan truyền lẫn như thế này. Rồi đồng thời đó thì mình thấy rõ được là những cái tác hại đã gây ảnh hưởng rất là lớn trong cuộc sống của mình, tinh thần như là thầy vừa nói thì sa sút đó, rồi tâm sinh lý của mình bỗng nhiên con mình chết một sự đau buồn, một cái việc là phải lắng nghe những cái chữ mà phải chi chữ đúng thì là cô lắng nghe. Còn cái này hoàn toàn là coi như nhằm tính cách là xúc phạm một cách là mạ lị vu khống, những cái chuyện là không có, làm ảnh hưởng đến cái nhân phẩm của con người ta rất là lớn, cha đạp trên cái dự của là cô bằng nhà giáo ưu tú mà cứ là nhà giáo ưu tú như vậy thì khinh thường luôn cả một cái chủ tịch nước luôn, đã từng công nhận mình là có một cái tấm gương để cho anh chị em nhà giáo là noi theo. Và cô là thấy rằng đó là qua cái chuyện này thì cái mong muốn của cái gia đình bản thân cô đó, con có chết đi là một sự đau buồn, nhưng nếu cái sự phối hợp này là của là công an, của là truyền thông báo chí, rồi của những cái kênh để mà lên sóng như là VTV1, thì cô mong rằng sự phối hợp này để làm sao cho các youtuber đó là nhận thấy rõ được cái nhiệm vụ vai trò của mình như thế nào, và đi học lại cái luật làm youtuber, để mà từ đó những cái truyền thông không phải là riêng của gia đình cô, mà từ đây về sau muốn làm một việc gì đó phải đến là thăm hỏi rồi nắm rõ sự việc sai thì làm sai, đúng thì làm đúng, để cho tất cả chúng ta phải đưa đến một cái là kết quả là tốt đẹp. Mặc dù là con có mất có rất buồn, nhưng mà có thể qua cái chuyện này mà nếu phối hợp làm được việc này để cho các youtuber về sau đó làm tốt được, thì cái chết của con cô cũng là một sự xứng đáng, và cô là rất vui mừng là trong việc này, và cô mong là có một cái kết quả là tốt đẹp. Và như con đã biết, tất cả những ai cũng sợ cả, rồi ngày mùng ba Tết là du khống là của cô, tiếp tục những cái người mà anh Long ở tại bên Mỹ người ta đã im lặng không nói, thì phải 2 tháng người ta thấy không chịu được thì đã lên chính là coi như là lên làm clip trực tiếp để nói lên những cái đối xử của mình đang đối với là con của cô một cách tàn nhẫn. Mặc dù đã cả là không gặp nhau mà 11 tháng, tại vì con cô chuẩn bị là năm nào cũng về 2-3 lần hết nhé, thì nó dự định là nó về, rồi cô biết xong là Tết năm rồi đó nó định hát show ở Canada khoảng gần đó, rồi xong nó về thì cô biết không về được, thì con này đã cắt liên lạc. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú bác rất là nhiều đã xem xong cái đoạn clip chia sẻ của hai bác là ba mẹ của anh cố nghệ sĩ Vương Quang Long. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi cái chương trình. Xin chân thành cảm ơn. Và cảm ơn quý anh chị, cô chú đã thương mến đến gia đình anh cố nghệ sĩ Vương Quang Long. Và cảm ơn luôn đoàn thể, các anh chị em ca sĩ. Và cảm ơn cả các anh chị em YouTuber đã thương mến tới gia đình anh cố nghệ sĩ Vương Quang Long. Yến Nhi xin chân thành cảm ơn đoàn thể quý vị. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Thank you. Yến Nhi bye bye. Mến chúc quý vị mạnh khỏe.